Xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình cũng có cái chút thời gian rảnh rỗi, thì mình cũng quay về cây bưởi Ruby cho mọi cùng xem nhá. Đây là những quả bưởi Ruby đây đã được hơn 5 tháng tuổi mọi người nhá. Đây đã. Đây thì đã được hơn 5 tháng tuổi thì quả bắt đầu là chúng đã bắt đầu ngả màu chuyển sang thành màu vàng vàng dần rồi mọi người nhá. Đó. Thì bưởi này đây là mình để tự nhiên, mình không bọc đâu nên là nó cũng chúng chuyển màu cũng là điều bình thường, và đây mình cũng không được phun phòng những cái con rùi vàng. Mình thử để tự nhiên một năm xem cây này nó có kháng tốt không, kháng tốt so bệnh tốt không mọi người. Hiện tại theo mình thấy đây thì quả này nó cũng rất là ổn nhé mọi người nhá. Đây chùm này bao quả đây mọi người này, đây xem nó ruby đấy, đây mọi người cũng rất là sai nhá, vì hôm nọ nó sai quá đi, có một số quả bé đi thì mình cũng vặt nó đi ấy. Mình sợ mưa báo bão to nó gãy cành thì mình cũng vặt đi một vài quả rồi. Có vì hôm qua mình đây cũng lại bị pháo mọi người nhá, bị gió rất là to, nhựa đồi cây trên kia thì bị gãy là gần hết mọi người ạ, ở trên đỉnh này, ở trên đồi cao gãy nhiều. Đây mình sang cái này cho mọi người xem này. Đây thì bây giờ hơn 5 tháng rồi, tầm 1 tháng tầm rằm trung thu đi là bắt đầu ăn được rồi mọi người. Thì hiện tại là mình cũng đã ăn thử rồi mọi người nhá. Ăn thử hiện tại thì chất lượng thì ăn còn so với rau xanh hiện tại bây giờ thì ăn nó ngon hơn rau xanh rồi mọi người nhá. Ăn nó ngon hơn rau xanh rồi. Đó, còn về quả chín thì không biết là ăn chất lượng nó như nào. Còn hiện tại bây giờ thì chúng đã ăn hơn rau xanh rồi. Đây mọi người xem này, quả rất là to này. Đây quả rất là to nhá. Cái điện thoại mình cũng lấy nét rất là kém nên mọi người thông cảm. Đây thì trời, đây thì mình quay cho mọi người xem đấy, thì cái giờ này cũng rất là giờ trưa, giờ nắng nóng ấy. Thì trời rất là nóng thì mình cũng tranh thủ một quay cái video nó ngắn ngắn thôi để cho mọi người cùng tham khảo thôi. Đây mọi người xem quả này rất là to này. Đây to lắm. Mọi người xem cây dây nó rất là tốt và khỏe này. Đây thì cái đợt mình quay cho mọi người xem thì mình cũng chả có xem bón phân gì cả, mình vẫn để tự nhiên đấy. Cỏ thì bắt đầu để dập ôm lên rồi. Đây có những quả trên kia rất là chùm này. Đây rất là đẹp mọi người. Đây thì lâu lâu mình lại quay video cho mọi người cùng xem. Đây mọi người xem này, xem quả này bị chùm đẹp chưa. Đó. Đây mọi người thấy chùm chùm không? Có những quả nó rất là chùm nhá, có những quả nó không chùm mấy đâu mọi người ạ. Đây, quả này chùm y như bên Thái đấy mọi người xem này. Đây, càng lớn thì cái thân này thì nó càng phình ra thì nó càng tạo cái độ chùm cho quả mọi người nhá. Đây có những quả nó chùm một cành đấy, có quả thì tròn, quả thì chùm đấy, còn không phải là quả nào nó cũng chùm hết đâu. Đây hiện tại là trời lại nắng rồi mọi người ạ. Thì mình cùng tranh thủ quay qua cái vườn bưởi Ruby cho mọi người cùng tham khảo nhé. Đây còn kia là những cái cây cái giác phải tạo kia là hôm qua gió báo bị gãy một cành kia mà thưa, bị gãy một cành ở kia rồi, cành kia chắc mình phải cắt bỏ thôi. Đây này có ghép được vài tháng đâu mọi người nhá, từ đầu năm cứ tính là từ đầu năm đi, vì đến cuối năm thì mình ghép này, đến cuối năm mình ghép thì bắt đầu đến bận chúng mấy mà, thì tính ra bây giờ thì sang năm bây giờ có được 7-8 tháng mọi người ạ, tầm đấy thôi, 7-8 tháng mà cây này lên cũng rất là tốt này. Đây quả rất là đẹp mọi người này. Đây là trời nó cũng nắng, mình cũng lười đi theo từng cây, mình cũng lười đi từng cây trên kia, không có quả trên kia nha. Đó thì mình quay cây gần đấy thôi, thì trời hiện tại nó cũng rất là nắng này, trèo lên rất là mệt mọi người ạ. Đây quả trên kia cũng rất là đẹp nhé mọi người nhé, rất là đẹp. Đây quả trên rất là to. Đây thì những cái cây này thì chắc chắn là sang năm sẽ có quả mọi người nhé, sang năm chắc chắn sẽ có bói. Ví dụ mà những cây này mà để tầm cùng cỡ 3 năm thì cây chắc chắn là sẽ lớn bằng cái cây thực sinh ban đầu. Đây rất là đẹp mọi người nhé. Mình không biết là chỗ đất mọi người trông như nào, chứ đất ở mình đây trồng mình thấy nó rất là hợp nhá. Mình cảm nhận một cái đất mọi người ạ. Cũng sẽ có nước tưới tiêu gì đâu, cứ để tự nhiên thôi, cho chúng sống tự nhiên thôi.
Đây mọi người xem này, cũng chả có hệ thống tưới nước gì cả. Đây toàn đất đồi đất dốc này mọi người xem. Đây. Quả đây mọi người ạ. Đây thì cái năm đầu thì nó có bói thì chắc chắn là cái quả nó chưa được chắc, mà cái năm thứ hai thứ ba đi được. Thì mình cũng để kiểm tra chất lượng cái năm đầu thì cũng ăn hiện tại bây giờ ăn cũng đã rất là ổn mọi người ạ. Ăn cái đất rất là ổn này. Đây thì những quả năm đầu thì bao giờ nó cũng chưa được quả năm đầu thì nó chỉ so với cái quả già thì nó cũng được tầm 7 phần thôi. Tầm 7 phần nhá mọi người nhá. Đây có trên kia cũng có quả nhá mọi người nhá. Mà mình nắng quá mình cũng lười đi, mình chỉ đi những cái chỗ thấp thấp này thôi mọi người ạ. Đây thì mọi người xem này. Ốc quay cũng rất là rộng rãi. Đây có một đôi quả này. Rất là đẹp mọi người nhá. Đây là một cây ghép này mọi người. Đây. Đây cây ghép là dưới đất rất là tốt. Rất là xanh tốt. Đây mọi người xem. Đây. Như cây này sang năm thì cũng thao hồ là được cầm cỡ 20-30 quả là bình thường. Đây quả đây mọi người nhá. Rồi thì hôm nay mình cũng tranh thủ quay cái video cho mọi người xem. Thì trời nó cũng rất là nắng nóng. Thì mình cũng xin phép tạm dừng cái video ở đây. Nếu mà những ai mà thắc mắc thì có thể liên hệ cái số điện thoại ở cái góc màn hình bên phải màn hình nhá, góc dưới mọi người nhá. Đó, xin chào mọi người nhá.